Hello anh em. Hôm nay mình không làm thử thách nữa, nhưng mà hôm nay mình sẽ quay trò chơi nha anh em. Trò chơi đó chính là mình sẽ cho Chùm Duy Chiến là hai đứa em mình á, là sẽ thảy hết bốn cái chai này. Đứa nào thảy giống vậy nè. Đó, thảy đứng vậy nha. Đứa nào thảy đứng hướng trước bốn chai thì sẽ được gì? Ta-da. Được 2 lít luôn. Ok không? Đấy. Nhỏ này với cái thằng đang quay đấy, cho nó sẽ chơi game này nha. Ok, giờ chuẩn bị setup vô thôi. Ok. Ok anh em. Bây giờ hai đối thủ đã sẵn sàng rồi, giờ bắt đầu vào trận đấu luôn. Ok, bắt đầu luôn. Đây rồi. Trời. Đưa đồ thắng này. Chùm ơi, làm sao thắng nổi. Cái này để nước ít lắm nha anh em. Cái này mình để nước ít để cho nó độ khó một tí. Đây là Chiến rồi. Chùm nó mấy lần nhắm đứng nó bị dội hàng rồi anh em. Đây. Trời ơi, chưa đứa nào luôn. Khó gì vậy ta? Đó, thấy hai chùm ở đó nè. Đó. Bây giờ cái này hơi căng thẳng nè. Cái này mình để nước ít nha anh em, để cho cái độ khó nó cao tí. Chú ý lực hai đứa ơi. Vừa lực thôi. Nó bị nảy đấy. Chưa có đứa nào được một chai nào hết nè. Nãy mình cũng có thử rồi, cái này khó thiệt. Có cần quy định thời gian không ta? Hai đứa mà không hoàn thành được là không được tiền nha. Chiến nó được một chai rồi anh em ơi. Đó rồi, Chiến nó được một chai rồi. Trời, nó được hai chai luôn rồi. Thì Chùm nó vẫn đang lay hoay được một chai. Rất không, thật sự là khó nha. Ủa, Chùm được một chai anh em. Có chuyển giọng. Đang theo Chiến, đang theo đuổi Chiến. Trời ơi. Cố gắng lên Chùm ơi. Gắn được thêm một chai nó đi rồi cho bằng với Chiến. Hay là Chiến nó gần đến đích hơn nha anh em. Chùm mà kế bên là có bé mực mà. Bé mực không cổ vũ gì á. Trời, Chiến ba chai rồi, Chiến còn một chai nữa anh em. Cái bà mực kia bà phá kìa. Ngoài đó tinh mực đó nha anh em. Đang có bầu á. Đấy. Chiến thắng rồi, chắc Chiến thắng rồi. Nói gì nữa? Anh em đâu? Người thắng cuộc chính là Chiến. Chùm đây, Chùm đã hôm nay Chùm đã thua cuộc rồi. Chùm đã thua cuộc, nhưng mà về sau Chùm sẽ báo thù nha anh em. Ok, đó. Như cái game này đi. Đây, Chùm vô đây Chùm. Chùm nó trốn rồi. Chùm với Chiến là cái game này là Chiến thắng rồi nha. Chùm mới được có 2 chai thôi. Chiến thì được 4 chai luôn rồi. Mới có mấy phút à. Chiến chắc nó luyện sẵn rồi anh em. Trời, là cái kết quả đó chính là cô Chiến nó thắng được 200.000, Chùm không được cái gì hết. Nhưng mà không có phạt nha anh em. Để đợt sau mình sẽ kiếm cái game nào coi có gì phạt không ha. Chùm nó đang tức, nó sẽ về nó luyện, mai mốt nó sẽ đánh bại thằng Chiến ha. Ok, thì video này chỉ mang tính giải trí thôi, coi kiểu vậy thôi, chứ còn phần thưởng thì đâu có nhiều đâu, không có 200.000 à. Ok, rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Bye, Chùm bye đi, để thua cuộc kìa. Ok.